Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ đã là những tháng cuối năm của năm 2023 rồi. Trải qua một năm làm video chia sẻ kiến thức này, giáo trình và hỗ trợ chuyên môn cho các bạn chủ spa, thì mình thấy bản thân mình đã nhận được rất là nhiều. Đó là những lời khen, lời cảm ơn của các bạn chủ spa. Hôm nay cho mình khen một chút nhé. Bạn Nhật Nguyên: mừng lắm luôn ấy bác sĩ, chi tiết và hình ảnh cụ thể rõ ràng nữa, đúng những cái em đang cần học luôn ạ. Bạn Bùi Minh Dũng: giáo trình của bác sĩ đã hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình tiêm filler Botox cho khách hàng ạ. Bạn Cô Ba La: dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Mọi người bảo em làm gì mà mua sách tận 1 triệu, nhưng em thấy đọc sách của chị bằng mấy khóa học Ý, xong được hỏi chị là bác sĩ, em làm nghề mới yên tâm được. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Có tâm ắt có tầm ạ. Bạn Giáp Ánh: nhờ bác sĩ mà em tự tin hơn rất nhiều, bỏ mấy chục triệu đi học không bằng xem video và giáo trình của bác sĩ. Bạn Hoàng Huyền Trang: em nhận giáo trình rồi ạ, thấy đọc dễ hiểu, mua qua nhiều quyển mà đọc quyển của bác sĩ kiến thức sát nhất ạ. Bạn Oanh Hít: em xem giáo trình và video của chị còn dễ hiểu và chi tiết hơn gấp nhiều lần em đi học trực tiếp. Cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Đó là một vài lời khen, lời cảm ơn mà các bạn chủ spa dành cho mình và bộ giáo trình filler Botox của mình. Một số bạn bác sĩ thì thắc mắc là vì sao giáo trình filler Botox mà lại dễ hiểu được? Đâu có phải đọc truyện đâu mà dễ hiểu. Nhưng mà khi soạn ra cái bộ giáo trình filler Botox này ấy, thì điều mình rất là sợ đó là các bạn chủ spa sẽ không hiểu này, các bạn sẽ sợ nhiều chữ đó, các bạn sẽ không có thời gian hoặc là lười đọc sách. Chính vì thế mình soạn cực kỳ ngắn gọn, xúc tích, loại bỏ tất cả những cái từ ngữ chuyên môn khó hiểu và thay vào đó bằng những cái từ ngữ gần gũi, thân thiện nhất với các bạn, để cho dù các bạn chậm hiểu, cho dù các bạn không có chuyên môn về y khoa vẫn có thể hiểu được. Và năm nay thì mình cũng sẽ chỉ bán giáo trình vài tháng nữa thôi. Sắp tới thì mình sẽ mở lớp đào tạo trực tiếp. Chính vì thế mình sẽ ngừng cái việc bán giáo trình và hỗ trợ chuyên môn cho các bạn mua giáo trình, để tập trung chăm sóc cho các bạn học viên của mình. Chính vì thế những bạn nào muốn sở hữu giáo trình và được mình hỗ trợ chuyên môn thì hãy nhanh tay lên nhé.